Ôi Hữu Bộ, xin chào tất cả anh em. Tôi và Tiến chào 500 anh em. Ok các bạn ạ, thì hôm nay nhà mình ra đồng nhưng mà gặp nắng và gió nên nhà mình sẽ phải sang hàng cây bên kia để nhà mình thực hiện clip. Nhưng mà khi mà sang được hàng cây bên này thì anh mình sẽ phải trải qua một cái cầu nhìn rất là ghê sợ luôn. Và clip ngày hôm nay thì anh mình sẽ thực hiện liên quan đến hai cây mía mà Tiến đang cầm này các bạn ạ. Đây, Tiến đang cầm hai cây mía rồi và anh mình sẽ làm cái món gọi là mía nướng các bạn ạ. Thế giờ em nghe có cái câu ngon như mía lùi hay sao? Thôi thì em nhắc đến gọi là nghe nhắc đến mía nướng mà em không nhớ gì về tuổi thơ à? Thôi đừng nhắc đến tuổi thơ của em, bất hạnh lắm. Bất hạnh như nào kể được nào? Đi ăn trộm mía vì người ta bắt được mía đâu chả được ăn được, lắp cái que mà đi. Ok thế thì thôi dẹp cái tuổi thơ bất hạnh của em đi. Và bây giờ sẽ không nói nhiều nữa, anh mình sẽ phải mang mía và đồ đạc sang bên kia để anh mình thực hiện clip mía nướng thôi. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh mình nha. Đây các bạn ạ, đây là cây cầu là nguy hiểm đó, đẳng cấp đỉnh cao mới có thể đi qua cây cầu này. Rất là ghê luôn các bạn ạ. Đây mình sẽ quay lại cái đoạn cầu đó cho các bạn xem đây các bạn này. Đây, rung 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 rung. Rất là ghê luôn. Bên trong này thì khá là mát, không biết một lát nữa ánh nắng buổi chiều có đỡ bớt không, chứ anh em mình quay ở đây là rất là thích hợp các bạn ạ. Ở đây thì anh em mình cũng đã thực hiện vài clip ở trong này rồi, hai hàng cây buổi trưa quay ở đây thì rất là mát luôn. Ý kiến rất là hay đấy bạn ạ, không khí rất là trong lành nữa. Vừa nãy thì mình chỉ chém gió một chút thôi. Thực ra thì mía nướng thì cũng là có mía nướng, nhưng mà anh em mình sẽ quấn thêm hai con rắn ở ngoài nữa các bạn ạ. Và anh em mình ở đây đã chuẩn bị sẵn hai con rắn ráo. Giữ tại để anh bắt đầu nó. Anh ơi, em đang bận, anh không nhìn thấy em đang làm gì kìa. Thắt lưng đâu? Mấy dạo này ăn Tết xong nó gầy đi bớt, thắt lưng. Người ta ăn Tết xong người ta phải ăn nhiều chất, nó béo thì mình gầy đi. Bây giờ mà thả ra là phất tù phất lên đầu gối luôn này. Và anh em mình sẽ làm món gọi là rắn nướng mía các bạn ạ. Anh em mình sẽ quấn vào cây mía và anh em mình nướng, kết hợp cả nướng mía luôn. Anh nhìn cái đầu nó đâu anh? Đấy, đây bé bé chắc là đuôi rồi. Đuôi. Đầu đây. Đấy, em lôi ra đi. Đây các bạn ạ, rắn ráo thì sẽ rất là dài và loại này thì cắn không có độc đâu. Nhưng mà mình khuyên các bạn là không nên thấy rắn, bất kỳ loài rắn gì cũng không nên vồ các bạn ạ. Nhìn thấy con nào mà nó đen xong rồi màu trắng hoặc màu vàng thì tốt nhất là chạy đi các bạn ấy. Hoặc là mấy con bành cỏ đó, tốt nhất là cũng lên tránh xa ra. Chứ còn con rắn này thì nó rất là lành các bạn ạ. Dài thế. Và rất là dài thôi. Dài mà. Hơn mét, gần mét rưỡi. Cái này cao hơn cả, gần cao bằng cái dài. Con này nó bò rất nhanh nha bạn, cẩn thận nó chạy mất nhá. Nó leo phát lên cây. Chị đâu chưa? Đây rồi. Ở đây anh mình đã chuẩn bị hai con rắn bằng nhau như này các bạn ạ. Em cầm một con để bắt. Và anh mình sẽ đem đi để làm thịt, nhưng mà vì một số chính sách của YouTube nên là anh mình sẽ không quay cảnh giết mổ và làm thịt các bạn ạ. Hai con bằng nhau luôn các bạn ạ. Bạn không giữ kia mà không sợ nó già à? Già tôi đuổi đó. Đây Tiến dưa đây cho các bạn xem. Đây các bạn. Đây các bạn ạ, rất là dài luôn. Ấy. Dễ xiếc. Dưới bụng vàng, trên da lâu lâu. Con kia có vẻ đen hơn nhỉ? Sau toạc hết da này, lột da. Con này to hơn thì sao? Thôi bây giờ anh mình sẽ đem đi để làm thịt luôn thôi. Giữ cẩn thận mà chạy mất. Tôi thử cấm đuôi thả đầu ra. Nó cắn đấy. Thôi thì bạn mang để làm thịt đi. Vậy là anh mình đã làm thịt xong hai con rắn này rồi các bạn ạ. Anh mình đã bỏ da và bỏ ruột đi rồi đây các bạn này. Và bây giờ bạn Lâm đang đẽo mía để một lát nữa anh em mình quấn vào trong cây mía này để anh em mình nướng thôi. Đây này, nước ngọt không? Bạn thử luôn. Thế nào? Đây tôi bảo. Bạn thử đi, xong bạn làm luôn một miếng rắn này xong quận vào trong thử luôn. Ngon 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 vậy. Đấy bạn thử luôn miếng đi. Quấn. Ngọt. Có nhiều chất. Không anh mình còn cây đấy nữa mà, anh mình chỉ cần một cây đấy thôi là anh mình có thể quấn được hai con rắn này để anh mình nướng. Bây giờ anh mình sẽ quấn rắn vào cây mía này để anh mình chuẩn bị nướng các bạn ạ. Dài.
dám làm mẹ sợ gây mía. Còn có một cây nữa. Nhưng mà mình không quấn mía thì mình quấn gỗ. Trời ơi, dài mà quấn hơn... Nhìn kiểu như lòng rồi quấn ấy. Bây giờ kiểu khi mà quấn xong được ngắn nhỉ? Được hơn đốt mía. Con này cũng được hơn đốt. Hai con ngang ngang nhau mà. Gần 3 mét chiều dài quấn lại được. Chưa đầy mét, à chưa đầy 20cm. Chưa đầy, hơn chứ, chưa đầy gần 30cm. Hơn lớn một con. Đấy, rồi bây giờ thì mình sẽ mang ra nhóm than để mình nướng luôn thôi. Dí mạnh gãy mía thì thôi. Đi, anh em mình sẽ mang ra chỗ để anh em mình nhóm than. Okay. Và anh em mình sẽ kiếm một cái chỗ rất là mát. Ở bên này thì rất là nắng. Buổi chiều mặt trời nó đang lặn dần xuống nên là ánh nắng nó hắt vào chỗ hàng cây này các bạn ạ. Bạn cẩn thận không cháy luôn cả cái bụi cây này luôn đấy. Than đã hồng rồi, bây giờ anh mình sẽ cho lên để bắt đầu nướng các bạn ạ. Tôi thấy dài dài, bạn chặt bớt đi cho Tiến ăn nốt chỗ mía ấy đi. Ăn đây đây, có cách mía nướng ăn ngon. Nhờ cái loại không ngấm rắn này ăn là không ngon. Đấy, mình cứ chà 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 này. Vậy là sau gần một tiếng anh em mình nướng thì nhìn con rắn lên màu hơi vàng vàng một chút các bạn ạ. Không thể bằng màu anh em mình nướng siêu cay được. Nhưng mình nghĩ là nó chín rồi nên bây giờ anh em mình sẽ bỏ ra để chuẩn bị thưởng thức thôi. Đây là mâm rau và mâm dưa chuột anh em mình đã chuẩn bị sẵn. Thì anh em mình ăn kèm với cả rắn nướng mía các bạn ạ. Bạn nhớ phải cầm theo cả cây mía để một lát nữa anh em mình thưởng thức cả mía nướng luôn nha. Em ngửi thấy có mùi ngọt ngọt cũng như đường. Ồ, gây, 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 gây. Nó giòn lắm rồi. Hay như mình nướng quá nhỉ? Tôi nghĩ là nó do con đường đấy. Con đường. Đi thưởng thức mới biết được. Và thì anh như mình sẽ sang bên kia để nhà mình ngồi các bạn ạ. Bên này thì gió tiếng vào cây rất là khó chịu. Bởi vì trời kiểu sầm tối, kiểu như muốn mưa luôn rồi. Đi thôi, em cầm mía, bạn Lâm bê này, đi anh mình sang bên kia. Anh em mình đã tìm được địa điểm để ngồi thích hợp đây rồi các bạn ạ. Bên này là một cái ngòi, gió mát trăng thanh, phong cảnh rất là hữu tình. Và bởi vì anh em mình không nướng siêu cay nên là anh em mình sẽ phải chuẩn bị một bát nước chấm, muối ớt chanh. Quen à, đúng rồi. Nó giống cái lò xo xe máy ạ. Rất giống. Anh giống để... anh thấy giống cái kiểu lò xo đệm kim đan đấy. Anh chén này. Em thử cái kia thì anh thử mía thế này. Thử mía nướng xem nào. Anh thử mía trước. Này đây. Mía nhìn kiểu mềm mềm, lỏng lắm, thơm thơm. Mời các bạn ăn nhé. Thử ăn mía này. Lỏng. Ngọt nước lắm. Hương vị kiểu gì? Ngọt ngọt ngây ngấy. Thôi nào anh mình thưởng thức rắn đi. Dưa chuột ăn kèm các kéo kia rồi. Wow. Nó giòn lắm nhỉ. Mời các bạn ăn rắn nhé. Rắn nướng mía. Mời tất cả các bạn nhé. Hmm.
Nhiều vị ấy nhỉ. Ngọt ngọt. Một món là nắm vị. Là dai dai. À cái ngoài thì nó tiếp xúc với lửa nhiều nên nó khô. Trong thì ăn kiểu như thịt gà luộc. Ồ, anh em thấy ngon mà. Nó kiểu như ăn nó cũng có ớt cay cay. Chấm với là ăn cay cay chua chanh. Ngon. Ăn giòn giòn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào để thưởng thức món rắn nướng mía này con ạ. Đây là như Tiến bảo, đây là cái lò xo con này. Những cái lò xo giảm sóc này. À, không biết là thưởng thức ra sao luôn. Cũng sẽ thử một chút mía đi nhỉ. Để bé đi. Bây giờ em bây giờ mời tất cả các bạn nhá. Bây giờ em lại phát hiện ra một vị mới. Vừa nãy thì em bảo trong ăn như thịt gà luộc, bây giờ ngoài như thịt gà chiên. Giòn giòn. Đúng một vị mía nướng này ngọt như kiểu ngô ấy. Giống nước ngô ấy. Kiểu nước ngô ấy. Đúng không? Mía này là được tẩm đường. Nhưng mà ăn cái thịt mà nướng chỗ nào mà nó hơi vàng vàng, ăn nó bùi. Nhai nó bùi ấy. Lần trước thì anh em mình có làm món rắn nướng siêu cay rồi các bạn. Ăn thì rất là phê, và con rắn hổ mang đó thì to hơn. Lần này anh em mình tìm mua rắn ráo ăn thử xem như nào. Và lần này thì rắn bé hơn nhưng mà hai con. Có vẻ bên ngoài khô khô nhỉ. Đây công tác gì gọi là thịt rắn gác bếp. Món này món ngay đấy, đã đấy. Ăn bùi rồi bạn. Cái phần sườn mà xương nó không có lắm ấy. Ăn cả xương rồi. Kiểu như đấy là sụn em. Ăn ngon. Cái tiếp xúc với lửa ấy, nhiều thì nó thành khô khô. Ở bên trong mà cuốn vào mía ấy, thì nó mềm mềm, ăn ngọt ngọt. Chấm tuyệt vời. À bùi ấy. Ấy không? Anh không thử à? Làm dầu. Rất vời quá. Ở đây tôi thấy món này quá nhiều vị. Rất tuyệt vời các bạn ạ. Quá nhiều vị. Ngon lắm. Món này là kiểu cho mấy ông dài. Thật ra rất nhiều các bạn sợ khi mà nhìn thấy con rắn này các bạn ạ. Chứ con rắn này thì thật ra là rất là lành luôn. Lành. Nó nhìn thấy người nó chạy. Trừ khi các bạn làm gì nó thì nó mới tấn công các bạn thôi. Dây thì ăn dài. Thơm đặt. Cái này gọi là gì tiếng. Rất là thơm các bạn ạ. Vòng cổ. Ui giời. Cái rắn này bùi bùi. Ăn rắn này, ăn rắn này có cả bùi tráng miệng, mía dưới chuẩn. Nhưng mà anh thấy các mọi người lớn bảo ăn rất thịt rắn nhiều không tốt rồi. Đó, không hư hay ngay rồi. Anh chỉ nghe là gì thôi, rượu rắn. Rượu rắn thôi. Rượu ngâm đấy. Chứ mấy khi anh nhìn mình ăn thịt rắn đâu. Cả năm có khi mới ăn được một lần. Cái gì đây? Nhưng mà tính đến là từ bé đến giờ là em cũng ăn hai lần. Lần rắn hổ mang trước và lần này. Đây như kiểu sắn dây. Nó mang lên một cắt đường dai nhỉ. Uầy. Kiểu như nướng nó khô khô lại rồi ạ. Ta cũng chấm muối ngon lắm. Uầy. Dài nhỉ. Mưa hay sao ấy? Giọt nước hay sao ấy? Hình như là trời đang mưa rồi con ạ. Sao? Nhưng mà anh mình cũng thưởng thức gần hết hai con rắn này rồi. Ăn dai ngọt. Không khác gì mực khô. Nhưng mà có nhiều vị hơn đấy. Ngay mà còn không nhiều vị bằng cái này. Nó cứ ướt ngồm ngạc. Răng như răng. Mưa thật anh ạ. Trời buổi buổi trưa khi mình đi quay thì kiểu trời nắng. Nắng nắng. Đến chiều khi mà quay xong là trời đang dọa mưa các bạn ạ. Thật là khó hiểu thời tiết Hà Nội thì mùa này. Không biết ngày nào để còn chuẩn bị quần áo. Lúc nắng lúc mưa. Người ta có điếc không sợ sấm đây. Tai tính không sợ mưa. Hôm nay mặc có thể mặc quần áo cộc, nhưng mai có thể là sẵn sàng mặc quần áo thu đông ngay.
mình sẽ thử ăn cái xương của nó các bạn ạ. Dài lắm, cứng các bạn. Khó ăn. Không biết là cái xương giữa này của nó cấu tạo như nào. Thực sự là xương của nó rất cứng các bạn ạ. Còn cái xương sườn này của nó thì anh mình kiểu như là sụt sụt. Anh mình có thể dễ ăn được. Nó mềm hơn. Cháy cả xương luôn, nhưng mà xương giữa thì cho dù răng chắc như nào phải cố gắng lắm. Xương sống được trộn với thạch cao để làm nên xương rắn. Thực sự là sau khi mà thưởng thức cái món rắn nướng mía này thì mình thấy là rắn chỉ có hơi một chút gì đó ngọt ngọt của mía. Và có một chút bên ngoài khi mà tiếp xúc bên lửa thì nó khô khô kiểu như thịt trâu các bếp với cả thịt bò các bếp ấy các bạn ạ. Nhưng đây không, đây là thịt rắn nướng mình tạm thời so sánh gọi là thịt rắn các bếp các bạn ạ. Cảm giác ăn rất là tuyệt vời luôn. Ngon lắm. Tấm này ăn cái cây chua chua nữa, đủ bốn vị luôn. Cái cây có mình lại chấm. Cây quá lại chấm này lại. Hiện tại thì trời đang mưa lấy pháy rồi các bạn ạ. Có lẽ là anh em mình phải dừng clip này ở đây thôi, chứ không anh em mình không kịp dọn đồ về là sẽ ướt tất cả. Anh em mình cũng đã thưởng thức gần hết rồi, coi như là mỗi anh em chỉ cần một miếng nữa thôi. Bạn định tối không tắm à? Hả? Bạn định tối không tắm à? Tối tắm nhưng mà không tắm mưa. À thế. Tắm mưa mà ốm mà mai không đi quay được. Và nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like.